Mình nên đi cầm một ly. Mình bảo Ly thử đưa cái này vào để nó múc cả cái này à? Em thật sự em múc vừa vừa để chị còn ăn nữa chứ. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Hà Linh. Tập trước khi mà mình trải nghiệm những cái loại kem ấy thì được mọi người đón nhận rất là nồng nhiệt. Thì ngay video ngày hôm nay gần đến hè nha mọi người ơi, bây giờ đã rất là nóng tại thành phố Vinh, bọn mình là 40 độ rồi nha. Tập tiếp theo thì mình sẽ trải nghiệm các loại kem. Tất nhiên đây không phải là một video review mà mọi người sẽ cùng mình trải nghiệm nha. Các bạn nhân viên đã mua cho mình một thùng kem ở đây rồi. Đây nha mọi người ơi. Rất là nhiều nha. Mình nghĩ rằng ở đây có đến khoảng tầm cỡ 20 loại. Thôi tí nữa mình sẽ đếm, nhưng mà các bạn nhân viên đi mua nhiều lắm luôn ý. Ok, bây giờ mình sẽ thử từng loại một nha. Đầu tiên sẽ là Melona dâu nha mọi người. Năm ngoái thì mình đã review cái loại Melona này, nhưng mà dưa lưới thì công nhận là cái loại đấy ngon thật. Đây nha, thì bên trong nó sẽ như thế này. Thử nha. Cái hãng Melona này ngon nhở. Nó giống như là một cái cốc kem sữa dâu luôn ý. Mà bên cạnh nó cái kem nó dẻo, nó mịn cực. Ngon cực. Cái này ngon. Chị thích cái này. Ngọt vừa. Ngọt vừa mà cái vị dâu của nó thơm kiểu tự nhiên ý. Cái vị dâu của nó kiểu thơm tự nhiên ý mọi người. Ngon. Cái tiếp theo. Đây là kem Melona chuối nha mọi người. Vàng trách luôn. Chị yêu hương chuối nhất. Dưa gang chị cũng không thích bằng hương hồng dưa gang với chuối, chị nghĩ bằng nhau. Ngon. Cái hương chuối này là nó kiểu nhẹ nhàng, không bị quá hắc, mà bên cạnh đó cái vị ngọt của cái loại kem Melona này mình thấy rằng nó rất là vừa phải nha. Công nhận kem hàng của cái hãng Melona này công nhận ngon thật luôn ấy. Son hết của chị thế. Như nào thấy như nào? Dạ. Ngon, cái hương cái này nó còn ngon hơn cả dâu luôn ý. Cái này ngon hơn cả dâu luôn. Đưa ra xong đi vào còn có đúng mỗi từng này. Buồn. Dẻo mịn mà ngon. Cái này với cả dưa gang là ngon nhất. Ngon nhở. Melona này cái nào cũng ngon. Melona còn cái gì nữa? Cho chị cốc nước xem nào. Ăn uống rửa bị Melona hết rồi đúng không? Ngon nhở. Bây giờ chị ăn ít thôi nha, chị không ăn nhiều đâu nha. Rồi. Merino là của Việt Nam nha mọi người ơi. Kem lõi sốt khoai môn. Thôi kem khoai môn của Merino thì mình đã ăn từ rất là lâu rồi, nhưng mà kem lõi sốt là chưa bao giờ mình ăn. X Plus nha. Ok nha. Ui. Kem khoai môn của Merino vẫn ngon như ngày nào. Lõi sốt ở đâu? Không thấy lõi sốt ở đâu cả. Chị không thấy lõi sốt. Như nào? Ngon. Không, quan trọng là cái vị khoai môn của cái này nó rất là bùi luôn, nó thơm ấy. Lõi ở đây, lõi ở đây, có lõi nha, đây này. Mà quan trọng là nó không bị quá ngọt nhở. Chị thấy ngon, cái này ngon, kem Việt Nam mà chất lượng. Video này không phải là video booking PR nha mọi người ơi, không. Cả mấy chục loại kem này booking PR cái gì. Kem lõi sốt đậu đỏ. Đây là loại mà chị thường yêu thích đi nha mọi người ơi. Nhà mình chia ra hai phe. Một phe là thích ăn những cái loại đậu, đấy đậu xanh, đậu đỏ. Mình thì thích ăn khoai môn, đấy tùy gu mỗi người mà ăn uống là tùy gu mọi người ơi. Cái phần bên trên của cái này nó giống như là cái kem khoai môn luôn, có là một cái lớp sô-cô-la trắng. Đó, và bên dưới thì có cái phần kem màu hồng. Đó, à, nhìn hấp dẫn lắm nha mọi người ơi, ăn thử nha. Đậu đỏ vẫn ngon như ngày nào. Kem của Merino rẻ mà chất lượng nhỉ. Không booking PR cho Merino, đây chỉ là cái video ăn thử thôi. Nhưng mà ngon thật ý. Ngon. Ăn bùi mà ngon thật sự luôn ý. Ăn ít thôi. À thì thôi. Em thấy ngon mọi người ạ, ngon mà. Nhưng mà thật ra tùy gu mỗi người, chị thích khoai môn hơn. Cái này nó chỉ kém một tí thôi, nhưng mà vẫn ngon. Công nhận kem của nhà Merino rẻ mà chất lượng. Nói chung là bây giờ quay ngẫu nhiên thôi, vì là nhiều loại quá, không biết loại nào. Ô, kem cá của Bingere này là năm ngoái mình có review rồi. Nhưng mà năm ngoái là mình chỉ có review trà xanh, sô-cô-la với cả cái vị đậu đỏ. Năm nay có dâu nha mọi người ơi, đây này, dâu này. Dâu đây nha. Đó, rồi thử nha. Thử nha. Chị bẻ ra đây luôn đây cho mọi người này.
ô, cái lớp sốt dâu của cái kem con cá này nó có vị chua chua, ăn hòa quyện vị không bị quá ngọt, hành ngon nha. Đùa, cái nào cũng thấy ngon này giống video quảng cáo nhỉ? Nó không phải, ngon thật. Cái vị dâu này, cái lớp siro dâu ở phía bên trong ấy, nó có cái vị chua chua mọi người ạ, với cả cái lớp kem ở phía bên trong nữa, nó tạo ra một cái vị ở trong miệng ăn rất là cân bằng, chứ nó không kiểu bị ngọt quá. Mứt dâu, đúng chính xác, nó là mứt dâu luôn ý. Ổn nhá, dễ ăn nhỉ, công nhận luôn ý, kem Hàn dễ ăn cực. Thôi à, thôi thôi không được ăn nhiều mọi người ơi, ăn nhiều ngán năm tí nữa không ăn không thử được hết. Mọi người phải can, không mình ăn hết cả cái đấy. Đỉnh nghe. Ngon nhỉ? Thì chúc đấy không? Đỉnh. Đấy là con trai ăn mà còn thấy ngon ấy, chị em mình ham ngọt thì không nói, nhưng mà con trai là những người ít ăn ngọt người ta vẫn thấy ngon ấy. Cái vị dâu nó ăn lạ nhỉ, vì nó chua chua ấy. Cái này là ui, em ơi, trân châu đường đen. Lần đầu tiên mình ăn kem cá trân châu đường đen. Các em mua cái này ở đâu đấy? Lạ thế. Ui. Đây này. Không biết là bẻ ra bên trong nó như thế nào nhá. Bẻ nha này. Ui, nó có hạt trân châu. Ui, nó có hạt trân châu thật này. Có hạt trân châu. Hay nhỉ, cập nhật xu hướng. Thử nha. Trân sữa. Nó có vị cái vị đường đen ấy, nó rõ lắm. Kiểu nó hơi bùi bùi, hơi khen khét một tí nha mọi người ơi. Ăn thử viên trân châu. Trân châu khi đóng lại ăn nó hơi giòn giòn sật sật, nhưng mà cái này nó thiên ngọt, mà nó ngọt hơn hẳn cái dâu. Hơi ngọt nhưng mà vẫn ngon nha mọi người. Công nhận cái hãng này làm kem cá chất lượng nhờ. Nhưng mà nó là thiên ngọt đấy. Bạn nào mà thích ăn ngọt thì mình nghĩ rằng mới nên ăn cái loại trân châu đường đen. Mà thường những cái loại trân châu đường đen thì nó đều ngọt cả. Đấy, lý do vì sao mà các bạn trong team mình bảo rằng là chị ơi chị làm video về kem đi, thử các loại kem đi, thử thách. Vinh hiện nay đang 40 độ nhưng hơi nóng lắm luôn ý. Vào hè rồi, vào hè rồi. Rồi cái gì đây, nhìn lạ thế. Kem trà xanh Ice Candy của Lavelli. Chị nghĩ là chị cầm là chị thấy bên trong nó là hình trụ tròn đây này. Cả team mình đang tập trung ở đây chụp con người để ăn kem mọi người ơi. Nhiều loại kem quá. Đúng chính xác hình trụ tròn, nhưng mà nó có một cái lớp đông đá ở phía bên ngoài và cái màu xanh nó khá là đậm nha. Rồi thử nha. Ừ, kem này hơi thiên kiểu đá, kem không phải mịn quá như là Melona, mà nó sẽ cái kiểu hơi thiên kiểu đá ăn mát mát ấy. Cái vị trà xanh của nó siêu rõ nhờ, thơm mà nó có cái vị hơi chát rất là nhẹ ở trong miệng. Chuẩn vị trà xanh chính xác như Phương Anh nói. Cái này ngon này, chị thấy ăn mùa hè mà ăn cái này cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Từ nãy giờ thấy cái loại chuối với cả cái này là ngon nhất này nhỉ. Cái này ngon thật đấy, không đùa. Nó có một cái vị chát nhẹ, rất nhẹ thôi, nhưng mà nó thơm. Nó thơm, thơm kiểu thơm mắt, cái vị trà xanh ngon cực kỳ. Đấy, bây giờ toàn khen mà lại bảo là booking PR này này. Nhưng mà ngon thật. Các em đã bao giờ ăn kem ngô chưa? Chị đã từng ăn kem ngô của IC à? A-I-C-E. Đấy, mình đã từng ăn kem ngô rồi. Đây là nguyên một cái bắp ngô luôn. Đây nha mọi người ơi, nó là nguyên một cái bắp ngô luôn. Ui, nó còn tách ra được cái này. Mà bên trong là có sô-cô-la. Thử nha, hấp dẫn này. Đây mọi người thấy sao? Nó cũng có cái vị ngô thơm thơm nhẹ nhẹ, có một lớp sô-cô-la cứng cứng ở phía bên trong. Bỏ qua. Ui, nhìn cái que kem nhìn nó màu mè thế. Fruit Twister của IC. Đó, chị biết cái hãng này mà, cái hãng kem này rất là nổi tiếng của Singapore. Và bên cạnh đó là giá thành nó rất là bình dân nha. Thật sự luôn, hãng này mình biết. Đi ăn Hai Zila hay có kem này. Ok nha, bắt đầu thử nha. Nhìn đẹp lắm. Nhưng không biết có ngon không. Thường những cái loại kem tròn này mình nghĩ rằng là nó giống kiểu kem đá. Thử xem. Nó có nhân ở phía bên trong, nhân chua chua ấy. Nó là hương hoa quả. Cái vị ngọt nó khá là vừa. Và cái nhân ở phía bên trong nó giống như là cái phần nhân mứt ấy. Ăn dẻo dẻo mềm mềm. Mà chua chua. Dễ ăn à. Dễ ăn. IC chắc cái này cũng rẻ, không đắt nhưng mà dễ ăn. Hả? Thế à? Thế thì rẻ nha. Thế à? 10.000, 10 mấy nghìn thôi đúng không? Rẻ nhờ. Mà dễ ăn, nhưng mà cái này nó cũng hơi thiên ngọt. Cái này chị thấy được, phù hợp đối với những bạn nào mà thích cái vị trái cây. Tại vì nó có một cái nhân, cái phần trái cây ở phía bên trong, kiểu như nhân dâu, nhân trái cây ấy, mà chua chua dễ ăn, bọc bên ngoài là cái lớp kem. Được, cái đấy chắc chắn là bọn trẻ con nó sẽ rất là thích đấy. Kem Oreo nha mọi người ơi. Đen một cục luôn. Đen một cục luôn nha.
Đó. Cái phần vỏ của nó ấy là cái bột của cái bánh Oreo nghiền ra, và bên cạnh đó kết hợp với cả sô-cô-la để tạo ra cái phần vỏ cứng. Khi ăn thì mình thấy rằng cái kem này nó hơi thiên ngọt. Bỏ qua. Cái gì nhìn lạ thế? Sao có hình quả trứng? Ice cream bar. Trứng muối. Kem trứng muối. Kem trứng muối nha mọi người ơi. Cuộc đời mình chưa bao giờ ăn thử một cái kem trứng muối bao giờ cả. Trông nhiều đá này. Wow. Chanh leo rau trứng muối 50.000 một cái. Thật á? Chị chưa bao giờ ăn một cái kem que 50.000 đâu. Kem Đài Loan. Trân trọng và nâng niu một cái kem 50.000 nha mọi người ơi. Ê, nó có trân châu. Ăn nó kiểu mà trân châu to lắm. Kem này đậm vị trứng muối luôn. Chị nghĩ chắc chắn chị Thương sẽ thích cái kem này vì nó béo lắm. Đúng kiểu chị Thương thích luôn. Cái hạt trân châu trong này dẻo cực, nó to. Tại vì là nó có cái vị trứng muối cho nên nó hơi có một cái vị mặn, và bên cạnh đó cái hạt trân châu của nó to và dẻo. Nhưng mà 50.000 một cái thì bỏ qua. Nhưng mà đắt được. Chị chưa bao giờ ăn một cái cây kem nào mà 50.000 một cái kem que. Em chưa bao giờ luôn. Mọi người đã bao giờ ăn một cái kem que nào 50.000 chưa? Chắc là cái giá nhập vào của nó đắt thì người ta mới bán đắt mà. Cái này dễ hiểu thôi. Một cái kem 50.000 nữa. Kem Đài Loan mà đắt thế. Nhưng mà chị nghĩ rằng đắt là nó có lý do, bởi vì bảo quản kem và vận chuyển kem là cực kỳ khó luôn ấy. Thật, dễ hư hỏng lắm. Chứ còn mình không thể nào đánh giá về giá được đâu. Bởi vì là người ta nhập như thế nào người ta bán như thế mà. Ui, ui, nhìn giống trà sữa cực. Thử nhá. Nó đúng kem mặn luôn. Nó đúng kem mặn ở trong cốc trà sữa luôn. Ui, có trân châu. Nó có trân châu. Nhưng mà cái này thiên ngọt. Ngọt nhiều. Như ăn cảm giác vào miệng y như một cốc trà sữa. Bên dưới là lớp trà sữa bình thường với cả là trân châu. Còn bên trên nó sẽ là lớp kem mặn. Bỏ qua. Sao tôi bắt đầu thấy đi mua toàn kem đắt vậy? 50.000 một cái kem. Ủa sao mây nha. Toàn kem trà sữa. Wow. Bên trong nó như thế này nha mọi người ơi. Đó. 50.000 cái kem này đấy mọi người ạ. Thử nha. Cái cục trân châu trong này siêu to mà ăn dẻo lắm. Đây nha mọi người ơi, đây này. Nó có cái cục trân châu ở phía bên trong, ăn dẻo cực. Nhưng mà cái vị của nó đơn giản, nó chỉ là một cái vị kiểu sữa tươi và đường nâu thôi. Bỏ qua. Thật ra nhá, là kem là cái chi phí vận chuyển nó rất là cao ấy. Mình nghĩ là như vậy. Thứ nhất là phải đi xe đông, đúng không? Thứ hai nữa là chỉ cần có vấn đề một cái là kem nó tan chảy ngay, rủi ro nhiều. Cho nên là chắc là người ta giá thành cao là bởi vì như thế. Mà đây là kem nhập nữa thôi, không nói về giá. Lại là kem ngô của IC. Mình không biết là mình đọc như thế này có đúng hay không. Ui, trên này có Messi, thần tượng của Dũng đấy. Kem ngô này là mình đã từng ăn rồi này. Ô, em ơi, sao bên em có cái que và bên chị không có cái que nhỉ? Gãy đây. Ô, cái que nó gãy rồi. Đổi cái đi. Đổi, nó gãy cái que cho chị. Gãy cái que cái. Chị cầm đây, cái kem mà các bạn ấy nhường cho mình nha. Cái kia nó bị gãy que rồi. Thử nha. Cái này rõ vị ngô này. Mà ngọt. Ừ, ngon. Cái này ngon. Mà rẻ đúng không? Kem của IC rẻ đúng không? Kem ngô của IC này thì thấy ổn này. Rẻ thế. Đi ăn hai video hay có kem này. Ổn nha, mà cái vị ngô nó thơm. Ổn. Rất ổn. Kiểu vị ngô với cả sữa và bọc thêm ở bên ngoài là một cái lớp kiểu dạng như là bánh ấy. Kiểu bột ấy. Cái vỏ bên ngoài nó là cái vỏ mà giống như là cái kem bánh cá ấy. Kiểu xốp xốp như thế. Ăn vào miệng thì dẻo dẻo, nhưng mà cái lớp kem bắp thì mình phải công nhận là thơm. Của IC đấy ngon. Kem The Yogurt hũ sữa chua. Ơ, cái này có phải kem đâu em. Của Hàn đấy, nhìn xịn lắm. Nhìn cái bao bì nó siêu xịn luôn này. Nào, vào nha. Nhìn cái lớp kem nó mịn, siêu mịn luôn. Nhưng mà cái này chị thấy giống sữa chua. Này, nhìn cái lớp kem mịn chưa. Thử nha. Ngon. Chắc kiểu bông bông kem kém đúng không? Nó bông bông kem kem mà nó chua, kiểu nó thanh mát được, nó không ngọt. Xịn nha. Nhưng mà cái này cái ăn cái vị nó khác lắm. Thử đi đây này, thử đi. Mình lên ly cầm một ly. Mình bảo ly thử. Nó đưa cái này vào để nó múc cả cái này à? Em thật sự em múc vào vừa để chị còn ăn nữa chứ. Thật sự luôn. Này. Các em ăn đi, các em có thấy cái vị của nó khác không?
cái vị nó rất là thanh. Cái vị sữa chua nó thanh lắm. Mà nó chua nhiều, nó thiên chua nhiều. Một muôi nữa này. Thật sự mệt mỏi cái tim này. Có một cốc sữa chua mà cầm cả cái muỗng ra để múc. Sợ luôn. Đưa đây nào. Đây ly, ly công ty mình ăn sữa chua như này đấy mọi người ơi. Ngon hơn. Chị thấy cái này ngon. Dễ ăn. Cái này nhìn lạ thế. Cái này là kem dưa hấu đúng không? Ở bên Hàn người ta còn sản xuất ra những cái kem có hình thù hơi kỳ lạ một tí. À bóp lên, bóp lên. Nhìn hay lắm. Đây này. Đấy, ăn thì bóp lên như thế này. Đó. Ơ nhưng mà nó là kiểu đá đấy, nó là kiểu đá. Đá bào. Thử đi. Cái này ngon cực. Đây là cái kem dưa hấu đầu tiên mà chị thấy ngon thế đấy. Cái vị siêu ngon luôn. Đá nó hơi lỗ chỗ, kiểu vẫn có chỗ đá to ấy. Chung là cái này sẽ phù hợp với các em bé thật mà thích ăn cái kiểu mà kem hương trái cây. Chính xác luôn, nó là kiểu đá nha, chứ không phải kiểu mịn giống như là các loại kem mà có sữa. Cái vị thì ngon nhưng mà đá hơi lỗ chỗ nhỉ. Ổ. Để gọi là ổ luôn. Kem của Nestle. Ui sao nhìn nó lạ thế nhỉ? Đấy, em này nhìn lạ lắm mà bé tí đi luôn. Nestle nha. Mở ra đã nghe mùi giống như mùi Coca hay Pepsi ấy. À. Ui. Sao nó cứng đấy? Đơn giản nó là cái vị đá. Coca đá. Bỏ qua. Trẻ con sẽ thích. Cái vị này đơn thuần nhỉ? Đơn thuần nó giống như là Coca bỏ đá vào ấy. Kiểu hơi xá xị một tí. Vẫn là cái vị kiểu nước có ga nhưng mà nó có hương xá xị. Tiếp theo là một cái kem mà em nghĩ rằng nó là kiểu kem sữa chua. Ui nó vỡ em ạ. Thôi nó vỡ đây rồi mọi người ơi. Vì cái ốc quế nó vỡ mất rồi cho nên mình sẽ phải đóng lại như thế này để ăn. Không mà nó vỡ tùm lum ra thử nhá. Cái vị nó ăn giống sữa bột mà lại kết hợp với cả sữa chua. Bỏ qua. Kem này của Lotte đấy. Mà chắc mình nghĩ là đắt nhờ. 40.000 một cây à? Rồi. Vô nha thử nha. Nhìn khá là đẹp đấy. Nó là một cái vị ở bên dưới là kem vani. Bên trên là một cái lớp sô-cô-la. Kiểu nó hơi thiên ngọt một tí. Và cái vị này chị thấy rằng có ở nhiều rồi. Các cái loại kem bốc quế khác. Dâu nha mọi người ơi. Thử nha. Cái vị kem này nó cứ giống như là cái vị kem sữa bột ấy. Nó có cái vị sữa hơi bột bột ở trong miệng. Với cả cái vị dâu. Nó giống như là cái vị sữa bột mà có thêm hương dâu. Ăn là vào trong miệng cảm giác nó hơi bột bột ấy. Và nó hơi xốp xốp. Thì nói chung là ăn uống là tùy khẩu vị từng người nha mọi người ơi. Và mình cũng đã xong thử thách. Không biết là bao nhiêu loại kem ấy. Nhưng mà bọn mình sẽ đếm lại để biết là có bao nhiêu loại kem nha mọi người ơi. Nói chung là những cái video mà mình thử các loại kem ấy thì rất được mọi người chào đón. Và mình cảm ơn tất cả mọi người vì đã xem video này. Nếu như mọi người thích video này đừng quên để lại cho mình một lượt like và subscribe. Đừng quên nhấn vào nút chuông để nếu như mình có video mới thì mọi người là những người đầu tiên gặp mình nha. Hẹn gặp lại tất cả mọi người. Bye.